Xin kính chào những khán giả của chương trình Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn. Vâng, pate và xúc xích, hai món ăn đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Quen thuộc không phải bởi vì đây là món ăn thường xuyên của tất cả những người tiêu dùng, mà bởi vì nó đã xuất hiện trong chương trình Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn trong những ngày qua. Và lúc này thì câu hỏi không chỉ đặt ra là chất lượng của những sản phẩm này, mà câu hỏi đã đặt ra với những cơ quan chức năng: họ đã ở đâu và làm gì? Ngay sau khi phóng viên cung cấp thông tin về cơ sở sản xuất pate xúc xích bẩn tại xã Tiên Phương, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã triệu tập ngay một đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với phóng viên đến kiểm tra thực tế. Chủ cơ sở đang chuẩn bị cho một ca sản xuất với hàng chục kg bì lợn đã ôi thiêu. Cơ sở này cũng không có bất kỳ một loại giấy phép nào cho việc sản xuất pate xúc xích. Nhiều loại phụ gia thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đang được chuẩn bị sẵn. Thấy đoàn kiểm tra, chủ cơ sở còn nhanh tay giấu kín các loại bột dùng để nhuộm màu cho xúc xích. Tất cả các loại phụ gia và nguyên liệu, thành phẩm đều được lấy mẫu để xét nghiệm. Mẫu axit chanh, mẫu hàn the và mẫu phụ gia thực phẩm, toàn bộ đều không có nhãn mác xuất xứ. Toàn bộ cái mẫu này bọn em sẽ gửi ra ngoài Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố để họ làm xét nghiệm. Tiếp tục kiểm tra các tủ đông lạnh, bì lợn, gan lợn, lòng bò được tích trữ đã lâu ngày. Có loại còn mọc đầy nấm mốc. Thế nhưng, thứ mùi kinh khủng nhất trong tủ lại bốc ra từ túi lòng lợn này. Đây chính là nguyên liệu được chủ cơ sở sử dụng làm vỏ xúc xích. Cái này thì nó lạnh thì cả nó nhớt, mà mùi thì nó hôi, không sử dụng nữa. Đang chuyển sang màu hỏng rồi. Màu hỏng tức là màu như nào? Thâm thì thâm đen. Gần 100kg pate xúc xích thành phẩm cùng 140kg nguyên liệu đang chờ sản xuất đều không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, bảo quản trong tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã bị đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản thu giữ, niêm phong chờ xử lý. Và tất cả hành vi mà mình đang làm đây là hành vi bị cấm. Cho nên là tất cả cái sản phẩm cũng như video này tạm thời niêm phong đây và giao cho chủ cơ sở bảo quản. Chờ như vậy chúng tôi họp chiều nay và chiều mai mời 8:30 xuống phòng y tế để làm việc tiếp. Chứng kiến quá trình kiểm tra, chủ cơ sở đã ký vào biên bản thừa nhận tất cả các lỗi vi phạm. Qua cái lần này thì em sẽ gọi là rút ra cái kinh nghiệm là thôi thì mình cứ thứ nhất là để đăng ký giấy an toàn thực phẩm, gia vị các thứ thì mình phải kiểm chứng cái nguồn gốc của nó là xuất xứ, là sản xuất công ty tiếc là nhập như thế nào, mình về mình sử dụng. Sau khi kiểm tra thực tế quá trình sản xuất pate xúc xích bẩn, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã có nhiều cuộc họp với các đơn vị liên quan và chủ cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 77 triệu đồng. Tịch thu tiêu hủy 240kg nguyên liệu và pate xúc xích thành phẩm, đình chỉ hoạt động của cơ sở này. 4 cái lỗi. Một cái lỗi là không có giấy phép kinh doanh. Cái lỗi thứ hai là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cái lỗi thứ ba là sử dụng cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Và cái lỗi thứ tư là sử dụng các cái phụ gia và không có rõ nguồn gốc. Thì đây là một cái hình thức xử phạt lớn nhất từ trước nay đối với cái lĩnh vực mà xử phạt về cái an toàn thực phẩm đối với một cái cơ sở sản xuất ở huyện Trương Mỹ. Hơn 4 năm sản xuất pate xúc xích bẩn, cơ quan chức năng tại địa phương lại không hề hay biết cho đến khi phóng viên phản ánh. Lỗ hổng nào trong quy trình quản lý giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm? Đón xem Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn ngày 4 tháng 8.